độ dài của x nhân với độ dài của y. Và có một công thức nữa, đó là hình chiếu. Hình chiếu của u trên v. Thì viết uv để mình dễ viết hơn thôi. Thì đây sẽ là v này, đúng không? Bên dưới mẫu là vv. Và trên từ là u nhân v. Thì hôm trước mình dừng lại ở đây, đúng không? Tiếp theo nhé, thì mình sẽ học về một cái phương pháp gọi là phương pháp chuẩn hóa, normalization. Đó, chuẩn hóa là như nào? Bây giờ mình cho trước một vector v, đó, và làm thế nào để tìm được một vector cùng chiều với vector cho trước mà có độ dài bằng 1? For a given vector v. By vector u which has same direction with v, the length of u equal to 1. Cho trước một vector v đó, làm thế nào để tìm được một cái vector u cùng chiều với v để sao cho độ dài của u thì bằng 1 nhá. Thì hình dung như này, bây giờ bạn có cái vector v như này. Làm thế nào để bạn tìm được một vector u để sao cho là u thì cùng chiều với v, đúng không, và độ dài của u thì bằng 1. Thế thì thông thường ấy, khi gặp cái bài tập kiểu như này thì bạn sẽ nghĩ ngay ra một cái phương pháp, đó là bạn có thể đặt ẩn, đúng không, u bằng lambda v, trong đó lambda là một số lớn không đó. Tức là bạn lấy một vector bất kỳ mà bạn nhân với lambda ấy, thì nếu như lambda lớn không thì bạn sẽ ra được một vector cùng chiều với vector cho trước. Còn nếu như mà nhân với lambda nhỏ không thì ra vector ngược chiều, đúng không? Ở đây bạn hiểu là bạn sẽ tìm một cái số lambda để sao cho là khi mà đặt u bằng lambda v, đúng không? Thì cái độ dài của u khi đấy thì nó sẽ bằng là độ dài của lambda v, đúng không? Và nó bằng 1. Được chưa? Thì đây là cách làm thông thường. Còn cái phương pháp normalization này thì người ta sẽ cho luôn bạn công thức. Cho luôn bạn cái công thức của cái vector cùng chiều và độ dài bằng 1. Thì công thức như sau, u sẽ bằng u chia cho độ dài của u, xin lỗi, mình viết nhầm, u sẽ bằng v chia cho độ dài của v. Công thức nó cho sẵn nhảy luôn. Thế thì vì sao mà cái này có độ dài bằng 1? Đấy, thì vì v chia cho độ dài của v đó, nó bằng này, cái này ở dưới mẫu đúng không, độ dài của v là một số dương mà nó ở dưới mẫu. Như vậy bạn có thể cho ra ngoài. Khi bạn cho ra ngoài rồi ấy, thì bên trong dấu lấy độ dài này chỉ có mỗi v thôi. Như vậy là v ở đây. Và đáp án nó ra bằng 1. Như vậy bạn nhớ cho mình công thức normalization. Công thức này. Bây giờ mình làm ví dụ nhá. Example. Bây giờ mình cho vector v 1, 3, 5 đi. Ý đầu tiên đó là tìm vector u which has the same direction b and the length of u equal to 1. The second question
Y vector W has opposite direction. V the length of W equal to 2. Ý đầu là mình tìm vector U mà cùng chiều với vector V để sao cho độ dài bằng 1. Và ý thứ hai là tìm cái vector V kép sao cho nó có hướng ngược chiều với V và có độ dài bằng 2. Thì ý 1 thì đơn giản rồi đúng không? Ý 1 thì bạn dùng luôn công thức kia thôi. U sẽ bằng V chia cho độ dài của chính nó. Đó, và nó sẽ bằng là 1, 3, 5 chia cho căn bậc 2. 1 bình cộng 3 bình cộng với 25. 1 bình cộng 3 bình cộng 5 bình. Như vậy là 1 cộng 9 là 10. 10 cộng với cả 25. Vậy là 35 đúng không? Căn 35 bằng là 1 chia căn 35. 3 chia căn 35. 5 chia cho căn 35. Ý thứ hai là yêu cầu tìm một cái vector ngược chiều với vector V mà có độ dài bằng 2. Thì ở đây bạn nhìn thấy cái vector U của bạn là vector này đúng không? Là có độ dài bằng 1 rồi. Bây giờ bạn muốn tìm cái vector ngược chiều mà có độ dài bằng 2, nghĩa là bạn sẽ tìm cái vector ngược chiều với U mà có độ dài gấp đôi U đúng không? Đấy, như vậy thì cái vector V kép nó sẽ bằng là trừ 2 lần của U, bằng là trừ 2 phần căn 35 phải trừ 6 phần căn 35 trừ 10 phần căn 35. Thế nào? Thì bài tập cho các bạn nhé, về nhà các bạn làm, tự giác làm nhé. Đó là mình cho cái vector V bây giờ có tọa độ là 47. Thứ nhất, giống như kia thôi. Tìm cho mình vector U cùng chiều. Cùng chiều với V. And the length of U. Thứ hai đó là các bạn tìm cho mình cái vector V kép có cái chiều which has opposite direction. B the length W equal to 3. Bài tập khá đơn giản đúng không? Bạn toàn giống hết bài tập trên thôi. Rồi, giờ mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Cái phần quan trọng nhất của cái chương này đó là phương pháp trực chuẩn Gram-Schmidt.
Grassmith Orthonormalization. Thế thì trước khi đi vào nội dung chi tiết ấy, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về cái motivation của nó. Cái động lực chính của cái phương pháp này là gì? Đầu tiên thì mình đi đến một số cái khái niệm cơ bản. Mình cho một tập S bao gồm các vector là V1, V2, Vn. Thì tập S này vốn nó if nếu như mình có là vi vuông góc với vg với mọi y khác g. Ở đây bạn sẽ hiểu đó là tích vô hướng của vi vg. Thứ hai đó là s is 4. If VI vuông góc với VG độ dài của VI với mọi y. Các mình làm quen với hai cái khái niệm, một là orthogonal và hai là orthonormal. Cái orthogonal này có nghĩa là các cái vector đôi mục vuông góc với nhau. Và cái orthonormal này là các vector đôi mục vuông góc với nhau và thêm một điều kiện nữa là các cái vector độ dài một. Bạn cứ nhìn cái chữ normal ấy, đấy, thì bạn hiểu là đây là cái sự chuẩn hóa, nghĩa là các cái vector nó đưa hết về độ dài bằng một. Có một số ví dụ như sau. Ví dụ như này, ví dụ mình cho một cái tập S bao gồm các vector đó là 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Thì tập S này là orthonormal. Tập thứ 2, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Thì tập này nó chỉ là orthogonal thôi. Hay là tập S bây giờ mình lấy đó là 0 0 1 0 0 0 1. Thì cái này nó không vuông góc đúng không? Thì bạn nhìn thấy cái vector đầu tiên nó không vuông góc với hai vector sau. Tập này thì nó sẽ chỉ là tập nó không phải tập trực giao. Thế nào? Thế thì nó có một kết quả sau đây, một cái định lý khá là hay về theorem như này nhé. Bây giờ mình cho U vector space và mình set tập S bao gồm các vector đó là U1, U2 đến UN. Đây là một cái cơ sở trực giao của U. Basis U. Then đó for every we have.
Khi đó với mọi vector trong U, chúng ta sẽ đều có biểu thức đó là V thì sẽ bằng hình chiếu của V trên U1 cộng với hình chiếu V trên U2 cộng với hình chiếu của V trên UN. Yeah. Nghĩa là khi các bạn có một cơ sở thực giao thì khi đó mọi vector đều có thể viết được dưới dạng một cái phân tích, đó là bằng tổng của nó, của hình chiếu của nó trên các vector thành phần cơ sở. Đó. Thì ở đây chẳng hạn mình có là đây là vector V1 nhé. À, xin lỗi, đây ví dụ của mình là U1 đúng không? U1 này. U2 này. Và bạn có một vector V như này. Yeah. Thế thì bạn chiếu vuông góc xuống. Thấy là đây là hình chiếu của V trên U1 đúng không? Chiếu vuông góc xuống. Thế đây là hình chiếu của V trên U2 đúng không? Các bạn nhìn thấy hai cái hình chiếu này cộng với nhau thì bằng đúng V đúng không? Bây giờ bạn có một cái trường hợp khác là nếu như bạn không lấy cơ sở của bạn là cơ sở trực giao, nghĩa là không vuông góc với nhau ấy, thì bạn xem điều gì xảy ra nhé. U1 mình giữ nguyên này, nó là vector này. Bây giờ U2 là vector này. À, U2 là vector này. Thế thì bây giờ bạn lấy hình chiếu nhé. Thì nó ra vector này đúng không? Đây là hình chiếu của V trên U2 đúng không? Nếu như U2 của mình không phải là vector vuông góc đúng không? Thế thì khi đó ấy, cái hình chiếu của V trên U2 và V trên U1 cộng với nhau ấy. Cộng với nhau ấy. Thì nó lại ra vector này cơ. Như vậy ở đây bạn nhìn thấy nhá, là công thức này nó chỉ đúng trong trường hợp là cái cơ sở của mình là cơ sở trực giao mà thôi. Cơ sở thông thường thì bạn không hề có một cái phép biến đổi như này. Đó. Như vậy đây là một cái điều khá là đặc biệt. Khá là đặc biệt đối với cơ sở trực giao. Thế thì bạn sẽ khai triển cái này ra. Đó. Nó ra cái gì nào? U1 này. Đó. Dưới mẫu là U1, U1. Và trên tử VU1. Cộng, chấm, chấm, chấm. Cộng với UN dưới mẫu UN UN trên tử VUN. Thế thì giờ bạn lại nhớ lại trong cái định nghĩa về cơ sở và tọa độ đúng không? Ví dụ mình có tập S bao gồm các vector là U1, U2 đến UN là cơ sở. Và bạn có một cái biểu thức đó là U thì bằng lambda 1 U1 cộng lambda 2 U2 cộng đến lambda N UN. Thế thì khi đó tọa độ của U trong S thì sẽ bằng lambda 1 lambda 2 đến lambda N đúng không? Thông thường đối với một cơ sở thông thường ấy, các bạn tìm tọa độ của vector trong cơ sở thì bạn chỉ có cách đó là bạn đặt cái lambda 1, lambda 2, lambda đến lambda n là ẩn đúng không? Sau đó các bạn giải hệ phương trình rồi bạn kết luận đúng không? Bây giờ bạn nhìn vào đây. Cái biểu thức này của mình nhá, nếu như cả cái phân thức này mình đặt là lambda 1 và phân thức này là lambda n. Thế thì theo đúng định nghĩa của cái tọa độ vector trong cơ sở thì tọa độ của V trong S sẽ được viết dưới dạng đó là UU1 chia cho U1, U1, vân vân, đến UN. Thì đó đây là V đúng không? VUN, VUN, chia cho UN, UN. Đó. Như vậy có tọa độ của vector trong cơ sở. Như vậy nhá, đối với cơ sở trực giao ấy, thì cái việc tìm tọa độ vector trong cơ sở bạn không cần phải giải hệ phương trình nữa mà bạn chỉ cần dùng tích vô hướng thôi.
Thế thì cái điều này nó rất tốt trong việc các bạn lập trình. Ví dụ bạn lập trình máy tính mà bạn lập trình cho nó cách giải hệ phương trình chẳng hạn, dùng Gauss Jordan chẳng hạn, thì nó sẽ nặng nề hơn rất là nhiều so với việc bạn lập trình cho nó cái việc mà nó hiểu được tích vô hướng. Nên là người ta thấy được, có ở đây mình thấy được cái sự sự ưu việt của việc là sử dụng một cái cơ sở gọi là cơ sở trực giác. Và hơn thế nữa, moreover, nếu như cái cơ sở S này của mình không những là trực gia mà còn là trực chuẩn, không những là trực gia và trực chuẩn thì bạn có điều gì nào? Bạn sẽ có là V, mình vẫn viết lại nhé, chiếu bằng hình chiếu của V trên U1 cộng với hình chiếu của V trên U2 cộng đến hình chiếu V trên UN. Bây giờ bạn phân tích ra. Đó, thì nó ra là VU1 chia cho U1 U1 nhân với U1 cộng chấm chấm cộng với VUN chia cho UN UN nhân với UN. Thì ở đây bạn nhìn thấy nhé, là nếu như cơ sở của mình là cơ sở trực chuẩn, nghĩa là các vector có độ dài bằng 1 đấy, thì U1 nhân U1 ra độ dài bình phương này, nó cũng bằng 1 này. U2 U2 cũng thế này, đến UN UN cũng thế, độ dài bằng 1 hết. Như vậy công thức này còn có thể viết ngắn gọn hơn nữa. Đó là VU1 nhân U1 cộng chấm 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 cộng với VUN nhân với UN. Và như vậy tọa độ của V trong S bạn có thể viết được dưới dạng rất là ngắn gọn, đó là VU1 VU2 vân vân VUN. Và ngoài ra, đấy, ngoài ra thì cái cơ sở trực chuẩn hay cơ sở trực giao ấy, nó còn giúp bạn có thể tính được một cái khá là hay ho. Đó là nội dung của định lý tiếp theo. Bây giờ mình cho U là một cái vector space. Và mình có V subspace U. Thế thì bây giờ mình set S gồm các vector đó là U1, U2 đến UM là một cơ sở trực giao. Của V. Consider U U mình cho U là một không gian to được không, và cho V là một không gian con của U. Trên V thì có một cơ sở trực giao gồm các vector là U1, U2 đến UM. Bây giờ mình xét một cái vector bất kỳ trên cái không gian to, thế thì khi đó mình sẽ có là hình chiếu của U trên V thì sẽ bằng tổng hình chiếu của U trên cái cơ sở. Đây là một điều khá đặc biệt đúng không? Tại vì thông thường mà nếu mà muốn tìm một cái hình chiếu của vector lên một cái không gian con
thì sẽ khá lằng nhằng đúng không? Các bạn sẽ phải đặt ẩn ra và các bạn dùng các cái mối quan hệ về vuông góc. Nhưng mà ở đây ấy, đối với cơ sở trực giao, đó, đối với cơ sở trực giao của cái không gian con, thì các bạn có một công thức đó là hình chiếu của một vector lên cái không gian thì sẽ bằng tổng hình chiếu của vector lên từng thành phần trong cái cơ sở trực giao. Thì hai cái định lý này nó thể hiện cái tính ưu việt của cơ sở trực giao so với cơ sở thông thường. Do vậy người ta dẫn đến một cái motivation, với động lực. Đó là các bạn phải tìm được một cơ sở trực giao chuẩn đi. Oh, normal. Basis. Based on given basis, nghĩa là trong một cơ sở các bạn phải tìm được một cơ sở trực chuẩn từ cái cơ sở đó. Thì đây chính là nội dung của cái phương pháp trực chuẩn Gram-Schmidt. Đề bài sẽ là cho một cái cơ sở S trước này, cùng các vector đó là U1, U2 đến UN. Các bạn phải chuyển cho mình thành cơ sở S vậy. Đây là một cơ sở thôi nhé. Basis. Các bạn phải tìm cho mình thành cơ sở S vậy. Bao gồm các vector đó là W1, W2 đến WN. Đây là một cho cơ sở bất kỳ, làm thế nào để dựng được một cơ sở trực chuẩn. Thì ở đây mình sẽ dạy cho các bạn cái phương pháp mà các bạn có thể ghi nhớ một cách rất đơn giản. Mà thực ra phương pháp đấy nó cũng đi đi đúng vào cái bản chất của cái phương pháp này thôi, của cái phương pháp Gram-Schmidt này thôi. Thì nó sẽ chia làm hai bước. Bước 1 đó là các bạn trực giao hóa Gram-Schmidt. Nghĩa là đầu tiên bạn sẽ tìm cho mình một cơ sở trực giao trước. Thì các bạn sẽ làm như sau nhé. V1 này, bạn giữ nguyên bằng U1, chưa gì xảy ra cả, đúng không? Thì cái V2 thì sẽ viết được bằng là vector tương ứng thứ hai, nghĩa là U2 trừ đi hình chiếu của nó lên V1. Tiếp tục V3 thì bằng U3 trừ đi hình chiếu của nó lên V1 và trừ tiếp đi hình chiếu của nó lên V2. Và cuối cùng là vector thứ N thì bằng vector tương ứng thứ N trừ đi hình chiếu của nó trên N trừ một vector bạn vừa tìm được. Được chưa? Học võ công thì phải học khẩu quyết đúng không? Đấy, cái khẩu quyết đây mình vừa mới đọc cho các bạn này. Vector đầu tiên thì giữ nguyên. Đó. Vector thứ hai thì bằng vector tương ứng thứ hai trừ đi hình chiếu của nó trên vector đầu tiên vừa tìm được.
Đó, chỗ này mình viết hơi bị lộn xộn, đây là số 1 nhé. Nhìn thấy số 3 thì chết giờ. Vector thứ 3 thì bằng vector tương ứng thứ 3 trừ đi hình chiếu của nó trên hai vector bạn vừa tìm được. Và cuối cùng là vector thứ n thì bằng vector tương ứng thứ n trừ đi hình chiếu của nó trên n trừ một vector bạn vừa tìm được. Thế thì đến đây thì bạn sẽ được một cái tập S phẩy, S1 đi, bao gồm các vector đó là V1, V2 đến VN. Đây là một cái orthogonal basis. Mình sẽ làm một cái ví dụ minh họa để các bạn xem nó dễ nhé. Ví dụ mình set ra cái cơ sở là bao gồm các vector là 110, 101 và 011. Đây là một cơ sở. Làm thế nào để tìm một cơ sở trực giao? Bước đầu tiên đấy, thì ở đây mình sẽ đặt thôi, mình đặt cái này là U1 này, U2 này, và đây là U3. Làm như cái bước này thôi, V1 thì bằng U1 và bằng 110 đúng không? V2 thì bằng U2 trừ đi hình chiếu của U2 lên V1. Ở đây công thức của nó là như này đúng không? Nhưng mà nếu như bạn phân tích nó ra đúng không? Thì nó sẽ ra cái công thức mà giống như giáo trình các bạn vẫn học ấy. Đó là U2 V1 nhân với V1 V1 nhân với V1. Thì ở đây là gì nào? Là U2 là bằng 101 này. Đó, trừ đi này. Hình chiếu lên V1. Đúng không? Thì đây sẽ là 110 này. Dưới mẫu thì sẽ là V1 nhân V1. Đó, về dưới mẫu là 2. 1 nhân 1 cộng 1 nhân 1 cộng 0 nhân 0 mà, đúng không? Còn trên tử thì sẽ là U2 nhân V1. U2 thì là 101 đúng không? Và mẫu thì là 110. Như vậy là 1 nhân 1 cộng 0 nhân 1 cộng 1 nhân 0 và trên tử bằng 1. Và đáp số ở đây là 1/2 phải trừ 1/2 1. Và ở đây ấy, thì bạn có thể kiểm tra luôn xem cái vector V2 này bạn tính có đúng hay không bằng cách là bạn lấy V2 bạn nhân với V1 xem có ra bằng 0 hay không. Nếu như bạn nhầm thấy nó bằng 0 thì chứng tỏ là cái bước này các bạn làm đúng. Và nếu như nó khác không thì bạn sẽ phải tính lại đi. Vì nếu như mà như thế, bước thứ hai này mà sai thì bước thứ ba của bạn cũng bị sai theo. Nên là ở đây bạn chú ý là bạn sẽ phải vừa làm vừa kiểm tra nhé. Cái thứ ba này, đó, thì nó sẽ bằng là U3 trừ đi hình chiếu của U3 lên V1 trừ đi hình chiếu của U3 lên V2. Và nó bằng gì nào? U3 thì là 011 này. Đó. Trừ đi hình chiếu của U3 lên V1. V1 ở đây là 110. Thì dưới mẫu sẽ là 1 bình cộng 1 bình cộng 0 bình. Vậy nó bằng 2 đúng không? Còn trên tử thì nó sẽ là U3 nhân V1. Đây U3 đây, V1 đây. Thì là 0 nhân 1 cộng 1 nhân 1 cộng 1 nhân 1 đúng không? À 1 nhân 0 đúng không? Vậy đây là 1 này. Rồi trừ tiếp đi. Hình chiếu của U3 lên V2. V2 là 1/2 trừ 1/2 1. Đó. Thế thì U3 lên V2 thì chỗ này là V2 nhân V2 đúng không? Nghĩa là 1/2 bình cộng 1/2 bình cộng 1. Nghĩa là 1/4 cộng 1/4 cộng 1 là 1/2 cộng 1, vậy là 3/2 đúng không? Và trên tử
thì nó sẽ là u3 đây nhân với v2 ở đây đúng không? Nghĩa là 0 nhân 1 phần 2 cộng 1 nhân trừ 1 phần 2 và cộng với cả 1 đúng không? Nghĩa là trừ 1 phần 2 cộng 1 vậy ra 1 phần 2. Vậy viết gọn lại nó ra cái gì nào? 0 1 1 này trừ đi này 2 này 1 phần 2 0 này trừ tiếp đi này trừ 1 phần 6 này 3 nhá. Vậy đáp số ra là gì nào? À, 0 và trừ đi 1 phần 2 rồi trừ 1 phần 6 đúng không? Nghĩa là nó sẽ ra là trừ 2 phần 3. 1 mà trừ 1 phần 2 rồi lại cộng với 1 phần 6. Nghĩa là 1 phần 2 cộng 1 phần 6 đúng không? Ra 2 phần 3. Và cuối cùng là 1 trừ đi 0 rồi lại trừ đi 1 phần 3. Đến đây bạn sẽ kiểm tra cho mình là cái V3 này nhân với cái V1 nó có bằng 0 hay không? Và cái V3 này nhân với V2 có bằng 0 hay không? Để kiểm tra lại thì đúng đúng không? V3 nhân với cả V1 thì ra là trừ 2 phần 3 cộng với 2 phần 3 cộng với 2 phần 3 nhân 0 bằng 0 đúng không? Và V3 nhân V2 thì sẽ ra là trừ 2 phần 6 đúng không? Trừ 2 phần 6 trừ 2 phần 6 rồi cộng với 2 phần 3 vậy cũng bằng 0 nhá. Như vậy là bạn ra được là bài tập S1 bao gồm các vector đó là V1, V2 và V3. Thì đây là một cơ sở đúng không? Cơ sở trực giao. Đây là một cơ sở trực giao. Vấn đề tiếp theo cũng là bước tiếp theo. Step number two. Đó là các bạn sẽ tìm cơ sở trực chuẩn. Thì ở đây bạn hiểu là bạn có một cơ sở trực giao rồi. Bây giờ bạn tìm cơ sở trực chuẩn thì đơn giản là bạn lấy từng cái vector bạn chuẩn hóa nó là xong. V1 thì bằng V1 chia cho độ dài của V1 vân vân. Và bạn có VKN VN chia cho độ dài của VN. Và từ đó bạn sẽ đặt tập S' bao gồm các vector đó là V1, V2 đến VKN. Thì đây sẽ cho bạn là cả orthonormal basis nào. Kiểu bước này đơn giản thôi, bạn lấy V1 à, xin lỗi V1 thì bằng V1 chia cho độ dài của chính nó. V1 thì là 1 1 0 đúng không? Như vậy độ dài bằng căn 2 đúng không? Như vậy đáp số là 1 trên căn 2, 1 trên căn 2 và 0. V2 thì bằng V2 chia cho độ dài của V2. Đó. Thì cái V2 là gì? Cái V2 thì nó bằng là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 1. Đương nhiên là bạn có thể sử dụng máy tính đúng không? Nhưng mà ở đây mình sẽ dạy cho bạn một cái mẹo như sau nhé. Cái mẹo như này này, bạn phải nhớ là cái bước chuẩn hóa là như nào. Là bạn tìm cái vector cùng chiều và có độ dài bằng 1 đúng không? Ví dụ ở đây bạn có vector V này. Là cái vector chuẩn hóa của nó vector U đúng không? Là cái vector cùng chiều với V và độ dài bằng 1. Cái câu hỏi của mình đặt ra là gì? Là cái vector V này và vector 2V nó có chung cái vector chuẩn hóa hay không? Đúng không? Thì ở đây bạn lại hiểu là gì? Là cái vector chuẩn hóa là cái vector cùng chiều mà có độ dài bằng 1. Nên là rõ ràng là cái V và cái 2V đúng không? Thì nó sẽ có cùng vector chuẩn hóa. Hay là tổng quát hơn là bạn lấy vector là lambda v với lambda là số lớn không, thì mọi cái vector có dạng lambda v thì nó đều có chung vector chuẩn hóa với v mà thôi. Nên là ở đây ấy, thay vì việc các bạn tìm vector chuẩn hóa của 1 phần 2 trừ 1 phần 2 của 1, thì bạn tìm cái vector chuẩn hóa của 1 trừ 1 và 2. Đó. Nhưng bạn thay số vào, nó bao nhiêu? Một bình cộng 2 bình vậy là 6, vậy là căn 6 đúng không?
Đáp số là 1 phần căn 6 trừ 1 phần căn 6. Vector V3 cũng thế. Đó, nó sẽ bằng là V3 chia cho độ dài V3. Bây giờ V3 của bạn nó là trừ 2 phần 3, 2 phần 3 và 2 phần 3 đúng không? Như vậy thay vì việc bạn dùng cái vector V3 này, dùng cái nhận xét này, thì bạn chỉ cần tìm cái vector chuẩn hóa của trừ 1, 1, 1. Đáp số của bạn đơn giản, trừ 1 phần căn 3, 1 phần căn 3 và 1 phần căn 3. Đơn giản hơn rất nhiều đúng không? Thế thì ở đây nhá, mình sẽ có cái tập S phẩy đúng không? Bây giờ S phẩy sẽ bao gồm các vector đó là gì nào? Bao gồm các vector đó là V1, V2, V3. Đây là một cơ sở trực chuẩn. Basis. Đây là một cơ sở trực chuẩn. Thế nào? Thế thì những cái lưu ý thì mình cũng vừa mới nhắc rồi. Nhưng mà ngoài ra ở phần này nó có một cái lưu ý khác nhé. Ví dụ tập S, mình cho là tập S như này. Căn 2, căn 3, 1, 2. Hai phẩy ba và 0 1 1, dụ như này. Thế thì bạn để ý ở đây nhá, khi bạn đặt V1 bằng U1 như này đó, thì nó chưa gì xảy ra. Ok, thì cái V1 bạn xác định là bằng bằng đúng vector đầu tiên, nhưng mà đến vector thứ hai ấy, thì nó sẽ bằng là U2 trừ đi hình chiếu của U2 trên V1. Mà vì cái vector đầu tiên ấy, nếu như ở bài này mà vector đầu tiên mà bạn chọn là căn 2, căn 3, 1 thì nó đây là V1. Thế thì chắc chắn là cái bước là hình chiếu của U2 lên V1 ấy thì nó rất là cồng kềnh. Và chắc chắn nó có căn. Đó, chắc chắn nó phải có căn rồi. Tại vì hình chiếu của U2 lên V1 thì nó sẽ là một cái phân thức nhân với V1 đúng không? Trong khi đó V1 bạn đặt là có căn, thì chắc chắn là cái biểu thức của bạn có căn và nó làm cho cái việc tính toán của bạn nặng nề đi rất là nhiều. Và tương tự như thế ở V3 cũng thế. V3 bạn cũng sẽ tìm hình chiếu của U3 lên V1 đúng không? Mà U1 của bạn mà là số xấu đúng không? Là số có căn thì cái biểu thức này nó cũng sẽ có căn mà thôi. Như vậy ở đây nhá, cái lưu ý của mình là gì? Là cái đề bài mặc dù người ta cho theo thứ tự nào mình không cần biết, nhưng mà khi mà mình làm ấy thì mình nên đảo thứ tự để cho những cái vector đầu tiên ấy, nó là những vector đẹp. Những vector nó sẽ theo chiều là từ đẹp đến phức tạp, từ đơn giản đến phức tạp. Thì như vậy là những cái tính toán của bạn nó đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ví dụ ở cái bài này thì mình sẽ phải đặt cái này là V1 này, cái này là V2 này, cái này là V3 này. Thì tất cả những tính toán ở phía sau này của mình nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Và cũng vì là cái thứ tự vector này nó thay đổi đúng không? Nên là cái bài tập này thực ra nó sẽ có rất nhiều đáp án. Nên là nếu như đi thi mà các bạn thấy rằng bài của mình mà nó khác với bài các bạn, khác bài các bạn đúng không? Đáp án của mình khác với đáp án các bạn thì cũng đừng có quá buồn nữa, đừng quá buồn. Vì biết đâu tất cả cùng sai sao? Đúng không? Mình đùa thôi, nói chung là tất cả những cái bài này thì các bạn phải tính toán rất là cẩn thận đúng không? Nhất là cái đoạn tính hình chiếu ấy này, và từng cái bước này các bạn đều phải kiểm tra lại cho mình nhé. Bây giờ mình cho các bạn một cái bài tập, mình nghĩ là nó sẽ tổng hợp kiến thức của cả cái chương này. Exercise, mình cho tập S bao gồm các vector đó là 2 1 1, 2 1, 2
3, 2, 3, 2, 3. Câu hỏi đầu tiên của mình đó là, sorry, mình đừng tập S nha. Mình cho U thì bằng span của cái tập này. Câu đầu tiên đó là tìm một cơ sở. Cũ nên và tìm im u. Thứ hai đó là tìm một cơ sở trực chuẩn. Tìm một cơ sở trực chuẩn của U và bước và ý thứ ba đó là bây giờ mình tìm hình chiếu của vector V trên U, trong đó vector V có tọa độ là bằng 1, 2, 3, 4. Thì bài tập này thực ra thì nó mình cũng giảng hết rồi đúng không? Tìm cơ sở và số chiều thì nó là bài tập buổi trước đúng không? Các bạn đưa thành ba trận hàng rồi bạn dùng Gauss Jordan là xong đúng không? Bước thứ hai là tìm cơ sở trực chuẩn thì mình vừa mới dạy các bạn là sử dụng Gram Schmidt rồi. Còn tìm hình chiếu của V lên một cái không gian thì bạn xem lại cái định lý cách đây định lý mà mình vừa viết đấy đúng không? Tức là trong một cái không gian con mà trên không gian con có cơ sở trực giao rồi, trực chuẩn rồi thì hình chiếu của vector lên không gian đấy sẽ bằng tổng hình chiếu của vector lên từng cái thành phần trên cái cơ sở trực giao hoặc trực chuẩn đấy thôi nhá. Các bạn về nhà các bạn làm bài này nhá. Bây giờ mình chuyển tiếp sang phần tiếp theo đó là phần linear transformation. Cái phép biến đổi tuyến tính. Bây giờ mình cho U và V cái vector space. Và mình có F đi từ U và V. Nếu như hai điều kiện, nhất đó là f của u cộng v, f u cộng f v, hai đó là f alpha u alpha lần f u. Đây là mình lấy với mọi u V, U, và thì một cái ánh xạ tuyến tính thì nó sẽ là thỏa mãn hai cái điều kiện này, định nghĩa là như vậy. Thì dạng bài đầu tiên là gì? Là các bạn sẽ phải tìm ảnh. Tìm ảnh và hình ảnh. Cho đề bài sẽ như này nhé. Bây giờ mình chọn F đi từ U vào V nào đấy. Và mình có, nhất là nếu như mình xét U thuộc vào U thì khi đó FU này để gọi là ảnh với thứ hai là nếu như mình lấy V thuộc vào V thì cái tập W U plus W equal
Cái này gọi là cái tập nghịch ảnh. Cái này gọi là tập nghịch ảnh. Ví dụ. Ví dụ mình cho F đi từ R3, R2 được viết bởi công thức đó là x, y, maps to x plus y plus z. Đầu tiên, số 1, tìm ảnh. Tìm ảnh của số 2 đó là tìm nghịch ảnh. Của Chu Chu. Yeah, thì bài này ra rất là dễ thôi. Ví dụ ý đầu tiên nhá, bạn cần tìm ảnh một đúng không? Là gì nào? F của một. Thay vào đúng không? Ra là 22. Rất là dễ đúng không? Tiếp theo là cái là pre-image. Là tập hợp x, y, free, address, f, y, của chữ. Để bạn nhát ra, đúng không? Thì nó sẽ là gì? X cộng y 2 và y cộng z bằng 2 đúng không? Nhưng mà nếu như bạn đặt y t đúng không? X thì sẽ bằng 2 trừ t đúng không? Và z cũng bằng 2 trừ t. T của vậy. Đó, như vậy ở đây bạn nhìn thấy là ảnh thì là chỉ có một vector thôi. Nhưng mà nghịch ảnh thì nó sẽ quy về việc giải hệ phương trình đúng không? Mà giải hệ phương trình thì nó có 3 kiểu. Một là vô nghiệm, hai là nghiệm duy nhất và ba là vô số nghiệm. Tương ứng như thế thì nó sẽ ra 3 dạng nghịch ảnh đúng không? Thứ nhất là thành một tập có một vết tập cũng có một phần tử duy nhất đúng không? Thứ hai là tập rỗng và thứ ba là một tập có vô số phần tử. Nhá. Yeah. Thì bài tập cho các bạn nhé. Giờ mình cho F đi từ R4 vào R3 được định nghĩa đó là x, y, z, w, x plus z, y, w, x plus the problem 1. By p image two. Ok. Tiếp theo thì nó có một cái dạng bài khá là hay, đó là tìm ảnh. Nhưng mà thông qua ảnh của một cơ sở.
Tức là như nào, đề bài sẽ cho tập S bao gồm các vector đó là V1, V2 đến VN. Đây là một cơ sở. Và cho mình đặt khác đi là U1 đi. U1, U2 đến UN. Và mình có là V1 F của U1. V2 thì bằng F của U2. Và VN F của UN. Câu hỏi là tìm ảnh của một vector V bất kỳ. Đấy. Nó khác với những bài ở phía bên trước này. Phía bên trước này thì mình có là có công thức tổng quát đúng không? X, Y, Z ra là X cộng Y và Y cộng Z. Nhưng ở bài tập này thì nó không hề có công thức tổng quát mà nó chỉ cho ảnh của cơ sở thôi. Thế thì cách làm tổng quát nó sẽ như nào? Đầu tiên bạn viết cho mình là cái V này thì bằng lambda 1 U1 cộng với lambda 2 U2 chấm cộng đến lambda n UN. Đó. Thế thì bạn nhớ là vì U1, U2 thì UN là cơ sở đúng không? Nên là mọi vector đều có thể biểu diễn tuyến tính một cách duy nhất thông qua cơ sở. Như vậy bạn luôn luôn tìm được duy nhất một bộ số lambda 1, lambda 2, lambda n để thỏa mãn cái điều này. Thế tiếp theo bạn sẽ có là F của V. Đúng không? Khi đó sẽ bằng F của lambda 1, U1 cộng với lambda 2, U2 chấm cộng đến lambda n un đúng không? Thì bạn coi đây là f của một tổng, bằng tổng của f và bạn đưa tất cả những cái tham số ra. Bây giờ thì tất cả những này bạn có những cái tham số thuộc R bạn đưa ra ngoài đúng không? Tất cả lambda bạn đưa ra ngoài được vì bạn dùng tính chất thứ hai của bạn dùng cái định nghĩa thứ hai, tiêu chuẩn thứ hai của ánh sáng tuyến tính đúng không? F của alpha u thì bằng alpha lần f u đúng không? Như vậy chỗ này sẽ là lambda 1 f của u1 cộng với lambda 2 chấm cộng đến lambda n f của un nào. Và từ đấy bạn thay số thôi vì khi đấy người ta sẽ cho là f của u1 thì bằng v1 rồi đúng không, v2 cộng đến lambda vn nào. Đấy thì đó bạn thay số vào là ra đúng không. Bây giờ mình sẽ làm một cái bài tập cụ thể. Đó, đây là bài tập tổng quát thôi, bài tập cụ thể nó sẽ như nào. Example. Một cái bài tập cụ thể nó sẽ như nào? Bây giờ mình cho F đi từ R3 vào R3. Trong đó F của một 0 2 1 trừ 1 F 1 0 1 bằng 1 2 1. Đó. Câu hỏi là tìm F của 3, 1, 2. Thì ở đây người ta không nói gì nhưng bạn sẽ ngầm hiểu là cái tập 110 này, 101 và 100. Đấy, nó là một cơ sở của R3. Thế thì bạn làm theo đúng các bước thôi. Đầu tiên là 3, 1, 2. Bạn sẽ phải viết nó dưới dạng là bằng bao nhiêu lần của 1, 1, 0
cộng với bao nhiêu lần 101 cộng với bao nhiêu lần 100? Thế thì ở đây bạn làm cũng thường thì bạn sẽ phải đặt lambda ra và bạn giải phương trình đúng không? Nhưng mà ở đây thì bạn có thể dùng một cái tí mẹo đúng không? Ví dụ bạn nhìn ở vị trí cuối cùng đây là 2 đúng không? Mà đây là 0, đây là 0, đây là 1. Như vậy thì hai cái 0 này không có đóng góp gì cả, chỉ có cái 1 này thôi. Vậy đây phải là 2 này. Tiếp tục nhé. Cái vị trí thứ hai đây là 1 này. Đúng không? Đây là 0, đây là 0, như vậy không đóng góp gì cả, mà đây là 1. Như vậy đây là 1. Vị trí đầu tiên đây là 3 đúng không? Và thấy là 1 nhân 1 này cộng với 2 nhân 1 này là bằng 3 rồi, như vậy chỗ này bằng 0. Vậy như vậy cái này là bằng một lần của vector 110 cộng 2 lần vector 101 cộng 0 lần vector 100. Và tiếp đến bạn tính là f của 3 1 2 thì sẽ bằng một lần của f 110 cộng với 2 lần f 101 cộng với 0 lần f 100. Giờ thay số thôi. Vâng. Vòng một lần của F110 2 lần F01 như vậy là 2 đó, cộng với 0 lần này kia không cần viết ra đúng không? Vậy nó ra là bằng gì nào? Nó ra bằng 0 này, 1 nhân 1 cộng 2 nhân 1 là 3 này, 4 nhân trừ 1 cộng với 2 nhân 2 là 4, vậy là 3. Đây là đáp số. Vậy ở đây mình cho các bạn một cái bài tập về nhà nhé. Cho F đi từ R trong đó F cùng f của 2 3. Tính cho mình phải f 3 5 Đấy, ra bài tập các bạn về nhà làm nhé. Bây giờ tiếp theo mình sẽ dạy đến phần cuối cùng của buổi hôm nay, đó là ma trận của ánh sáng tuyến tính. Bây giờ nếu như mình cho U và V là finite dimension, cho f đi từ u và v là ánh sáng tuyến tính, linear transformation viết tắt nhé. Thế thì khi đó ấy, thì cái f này nó sẽ tương ứng với một cái ma trận A, để sao cho là f của u bằng a nhân u với mọi u và u. Sẽ tương ứng ma trận A này, cho nên là cái ánh sáng tuyến tính này bạn có thể coi như là nó là một cái mở rộng của cái nội dung về ma trận thôi. Một cái ánh sáng tuyến tính giữa hai không gian hữu hạn chiều thì luôn luôn có một cái ma trận A để sao cho là cái hàm f này, fu đấy thì luôn luôn viết dưới dạng là a nhân u. Thì hôm nay mình sẽ chỉ dạy các bạn cái phần này, đó là cái phần standard matrix. Xong mình sẽ nốt standard matrix. Thì bây giờ nếu như mình cho một cái hàm f đi từ rn và rm thì người ta đã chỉ ra rằng là cái hàm f này nó sẽ chỉ có dạng 1 x 2 x n, nó chỉ có dạng là
A11X1 A12X2 cộng A1N. Tọa độ đầu tiên. Tọa độ thứ hai là A21X1 A22. A2N. Vân vân. AM1X1 cộng AM2. AMN. XN. Nó chỉ có dạng như này thôi. Và khi đó nếu như mình đặt cái ma trận A bằng A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, vân vân, AM1, AM2, AMN. Thì mình luôn có đó là T của X1, X2 đến XN sẽ bằng ma trận A nhân với vectơ cột X1, X2, XN. Thế thì ví dụ nhá. Ví dụ mình có T đi từ R3 vào R4 chẳng hạn. Có công thức đó là x, y, z maps to x plus 2z z minus y x plus minus z. Thế thì khi đó cái ma trận A này thực ra cách tìm ma trận A rất là dễ. Cái standard matrix này tìm rất là dễ. Ví dụ ở tọa độ đầu tiên của ảnh thì nó sẽ tương với hàng đầu tiên của ma trận. Ở đây mình có x cộng với 2z đúng không? Thì bạn hiểu là 1x cộng 0y cộng với 2z. Như vậy đây là 1, 0, 2. Tiếp theo là bạn có z trừ đi y, nghĩa là đây bạn hiểu đó là 0x cộng với trừ 1y và cộng với z đúng không? 0, trừ 1, 1. Cái thứ ba là 1x cộng 1y và cộng với 0z đúng không? 0. Và cái cuối cùng của bạn đó là 0, 0, trừ 1. Và ở đây bạn hoàn toàn có thể thử lại là T của X, Y, Z thì bằng ma trận A nhân với cột X, Y, Z. Đó. Nó sẽ bằng 0, 2, 0, trừ 1, 0, nhân với x t bằng x cộng với 2z đúng không? Tọa độ thứ hai sẽ là trừ y cộng với z đúng không? Tọa độ thứ ba đó là x cộng với y và tọa độ cuối cùng ra trừ z. Như bạn nhìn thấy công thức ở đây, thì đơn giản nó là một cái viết thành hàng và một cái viết thành cột thôi đúng không? Như vậy là đối với cái phần này ấy, nếu như bạn coi tất cả các cái tọa độ là cột thì mọi cái ánh sáng tuyến tính bạn đều có thể biểu diễn dưới dạng là một ma trận nhân với ma trận cột hết. Thế nào? Và bài tập cho các bạn nhé. Bây giờ mình cho T đi từ R3 4 với dưới dạng là z x x trừ y ba z trừ y trừ x
Câu hỏi là tìm standard matrix. Y. Ok, buổi hôm nay mình dạy đến đây thôi. Các bạn có câu hỏi nào không? Không ạ. Rồi, nếu như các bạn không có câu hỏi nào thì mình sẽ nghỉ ở đây nhé. Tuần sau mình gặp lại nhau sau. Đúng không ạ? Em cảm Ừ, ơn thầy bye bye ạ. các bạn nhé.